Xin chào mọi người. Hôm nay em dọn nhà có dư ít vỏ loa JBL và vỏ loa Bose này, đã giá ve chai cho các bác luôn nha. Như vỏ loa Bose này em đang có hai đôi, đây là Bose 301 series 5 hàng của Mỹ Nòi Mỹ Xịn nha anh em ha. Có 4 chiếc vỏ là hai cặp và nó chỉ có 3 chiếc e căng thôi. Đó, có những chiếc nó bị gãy chấu này, anh em có thể về dọn lại ha. 4 chiếc này còn đầy đủ cả loa chép ở phía trước và phía sau. Phân tầng tụ bóng đèn này, nó chỉ là không có loa bát thôi. Như hai cặp vỏ này em bán cho anh em giá 1,5 triệu cho hai cặp ha, xấu, hàng xấu ha. Hàng xấu có đây, hàng đẹp có, như xấu nhưng như chỗ góc này, anh em có thể mua về dán lại. Để em dọn kho này được có 4 cặp này, em bán giá ve chai cho anh em về chế cháo nha. Bốt 301 C5 này, hàng sản xuất tại bên Made in USA đó anh em, hàng Mỹ Nòi Mexico ha. Mexico USA này, dòng của Mỹ Nòi Mỹ Xịn. Đó, lo chép ở phía sau này. Đó, chép phía sau đây, con này nó bị mất cái nắp chụp rồi. Đây này, nó lo chép phía sau này. Đó, con được rồi cả chép. Có những con nó bị sức ra này, anh em có thể mua về dọn lại ha. Đó rồi ở phía trước này những lo chép phía trước này còn đầy đủ nha. Này, đây này. Đó, lo chép phía trước đây. Hàng này em mua về em chưa test, em bán mù anh em ha, bán mù đấy. Bên trong nó có cái tem chữ Bose này. Đó, hàng ve chai bán giá ve chai, như hai cặp này em bán 1,5 triệu cho hai cặp này. Đó, mình về mình có thể tháo lo chép ra mình bán không có đủ tiền rồi. Đó, hai cặp là 1,5 triệu ha, còn đầy đủ cả lo chép luôn. Còn vỏ JBL, đây là vỏ bát 20 và nó chép bên trên, phân tầng cũng rất là gấu, rất là khủng này. Đó, phân tầng này ha, đây là JBL hàng của Mỹ Nòi. Đó, cái vỏ của Mỹ Nòi nha. Đó, phân tầng bên trong này anh em này, đó, tương đối là nhiều đồ. Và tem ở phía sau đây là JBL 3310, sản xuất tại bên Made in USA 8 ôm. Dọc vỏ của Mỹ Nòi, đó, em đã tháo bát tháo chép ra rồi. Chỉ còn cái vỏ thôi, và e căng của loa đây, còn đầy đủ nha. Đây này. Đây là những chiếc e căng của loa đây, JBL này, đó. Như cặp vỏ này em bán là 1 triệu đồng cho một đôi. Dây ra loa bát này. Và dây ra loa chép này, e căng còn đầy đủ, ốc bát loa đây. Và phân tầng còn đầy đủ nha. Đó, cặp vỏ này em bán 1 triệu đồng. Em nhận kho thanh lý hết những cái vỏ này. Rồi cặp vỏ JBL bát cây ha, loa cây, một chép, một loa mid 16 và một loa bát 20. Đó, những cái dòng này còn đầy đủ cái căng này, bông tiêu âm, phân tầng bên trong này anh em. Đó, phân tầng đấy ha. À, phân tầng này. Đó, còn đầy đủ nha. Rồi giờ dây ra lo chép đây. Lo chép này, ốc. Lo mít 16 và lo bát 20. Còn ốc này và dây ra lo mít đây. Còn phía dưới là dây ra lo bát này. Đó, cái dây màu sọc đen là dây âm. Còn cái dây màu trơn này, màu xanh trơn này là cái dây cộng ha. Ốc còn đầy đủ này. Đó, phía là nó hơi cắn một chút ở đây này, có cái góc này cần cắn một chút nha. Rồi mặt sau, đây là mặt sau này, có cái tem JBL Made in USA dòng của Mỹ Nòi Mỹ Xịn 8 ôm. Đó, vỏ của lông Mỹ ha. Đó, cắm một góc ở đây thôi, e căng còn đầy đủ luôn, e căng vẫn còn nha anh em ha. Như cặp vỏ này nó bị xấu ở một góc lên này, em bán giá 1 triệu đồng cho một đôi nha. Đó, giá 1 triệu đồng luôn, còn đầy đủ cả e căng anh em ạ. Đó, vỏ cũng còn được, đẹp lắm. Loa mic 16, loa bass 20 và loa chép. Mình có thể mua về mình chế thành loa hát karaoke khá là ok rồi, bass đánh rất là hay. Rồi giá là 1 triệu đồng ha, còn đầy đủ cả e căng. Ở phía trong đây là những cặp loa bass 25 này, là những phân tầng. Phân tầng em rất là nhiều. Anh em nào mà mua phân tầng số lượng lớn, alo cho em ha, là phân tầng rất là nhiều. Đó, phân tầng loa bass từ cho loa bass 20 đến loa bass 40 luôn. Cái những bộ rất là gấu này, anh em này, cái những bộ rất là gấu ha. Xài cho lo bát 20 đến lo bát 50. Như phân tầng này của JBL này, từ phân tầng này hàng xịn của Trung Quốc này. Đó, em có khoảng 200 bộ phân tầng các loại ha. Các bác nào mua về bán thì về mua số lượng lớn này, em bán giá bèo nhiều, em bán giá rẻ cho. Như con này xài cho lo bát 30 hoặc là lo bát 40 này, khá là xịn sò luôn, một bát và một chép nha, nhận cho lo full. Đó, rất là nhiều phân tầng anh em ạ, mấy thùng luôn này. Đó, mua để em bán giá chỉ có, nếu mà mua nhiều thì giá nó rất là rẻ anh em, rất là rẻ ha. Em bán hầu như lái vài chục ngàn một đôi em cũng bán rồi. Thế như những cặp vỏ loa và những cặp loa rời bass 25 hàng lối anh em ha, hàng lối màng anh em. Có những cặp nó bị rách màng và có những cặp thì nó bị chày màng, xấu màng. Đó, như cặp này còn màng xài được này, màng xài được này, xài được. Còn màng này thì tét rồi. Đó, con này màng tân màng luôn. Thì có con này màng đẹp này anh em. Nó còn màng đẹp ha. Con này giống như của BMB này, hàng xịn của Trung Quốc anh em.
con 63 bên trong, bát 25 một con 63 ha. Đó, những con này đầu hầu như là nó bị hư gần là nhiều, còn màng sang được. Nhưng còn là màng sang được này, cầm này còn đẹp này anh em. Đó, cầm này còn đẹp quá ha. Đây, đây là hàng con này hàng Trung Quốc, là hàng bốt đéo à. Nó về trong cái lô ra rồi em phải cắt em lấy nha. Con này cũng vậy này, con này cũng là màng sang được và gần hư. Đó, hầu như là em đang có 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi ha. 5 đôi thì em bán cái đống này là 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi coi như là bán chỉ có 300 ngàn đồng cho một đôi thôi. Đó, chỉ có 300 ngàn đồng cho một đôi nha. Em đang có 5 đôi này, hầu như là nó bị hư gần là nhiều và màng cũng hư 1 2 chiếc. Còn bên trong là côn. Côn như chiếc này còn sống anh em ha. Côn còn sống em cũng chưa test nữa. Đó, em bán 5 đôi này, 5 đôi là 1 triệu rưỡi. Anh em mua về có thể sửa chữa lại bán ha. Như đồ này gấu á, đồ này đẹp này. Đó, đồ này tự đôi này, hàng xịn của Trung Quốc. Con này giống như của BMB đó anh em. Đây này, đó, giống như của BMB đó ha, hàng xịn ha. Rồi, 5 đôi, tất cả 5 đôi là 1 triệu rưỡi ha. Rồi giờ một cặp bát 40, cô 100 từ 220. Con này có dấu hiệu là chắc bị làm côn rồi. Đó, bé bé hết kia mũi này anh em này, bị làm côn rồi ha. Đó, như một cặp này em bán cho anh em giá 900 ngàn đồng cho một đôi. Đó, bát 40, côn 100 từ 220. Này, cái từ 220 đây. Đó, từ 220 ha. Đây, bát 40, côn 100 từ 220. Cặp này em bán giá 900 ngàn đồng cho một đôi. Rồi những cặp vỏ BMB em còn khoảng 5-7 đôi như thế này. Đây là BMB 850, xài cho 4 loa chép, đường kính là 10cm ha. Bát 25 này. Đây là loa chép đây. Đây là vỏ anh em ha, chứ không có loa đâu. Anh em nguội thì em sẽ tháo cái loa này ra. Một bát 25 và 4 loa chép này. Dòng BMB 850, đây là cái tem của loa đây. Này, cái tem của loa đây anh em ha. Đó. CS850C 8O 500W Made in China. Dòng vỏ của BMB xịn nội địa Trung Quốc anh em ạ. Đây dòng vỏ bãi ha. Còn cả cái căng này đủ. Đây là những cái nắp cái căng này. Đó. Nó thiếu một lỗ này thì em sẽ gắn cái miếng lưới khác vô. Miếng lưới của nó đây nè, gắn miếng lưới y như vậy ha. Đó, em còn khoảng 5-7 đôi gì đó. Và giá là 600 ngàn đồng cho một đôi. Em bán giá xạo luôn ha, 600 ngàn đồng cho một đôi, còn ít thôi. Rồi bên đây là những cặp vỏ loa bát 25 khác này. Đó, như vỏ này là vỏ hàng bát xịn của Trung Quốc luôn. Nó còn cả hai loa chép và một loa bát 25. Bên trong là phân tầng còn đầy đủ nha. Này, phân tầng bên trong này nè. Đó, phân tầng bên trong này còn đầy đủ này. Gia ra hai loa chép và gia ra loa bát còn đầy đủ này. Đó, còn e căng luôn. E căng của loa nó sẽ như thế này đây. Này, e căng của loa nó sẽ như thế này ha. Đó. Như cặp vỏ này còn cả chép này, em bán giá 700 ngàn đồng cho một đôi. Đây là loa chép giấy. Cũng chưa về hát karaoke đó anh em. Nhà bác nào mà có loa bát 25 rồi có thể gắn vô để hát karaoke ha. Đó, vỏ hàng xịn của Trung Quốc này, còn cả hai loa chép và e căng đầy đủ. Em bán 700 ngàn đồng cho một đôi. Còn vỏ của BMB là giá 600 ngàn đồng cho một đôi. Còn phân tầng và gia ra loa bát này, gia ra loa chép còn đầy đủ nha. Phân tầng cũng còn đầy đủ luôn. Nó chỉ không có loa bát và loa chép thôi. Đó, em bán giá 600 ngàn đồng cho một đôi. Đó, em đang dọn nhà ha. Được có như một ít những cái đồ nhỏ lẻ, đồ ve chai này. Anh em chị em mà thấy kết cái món nào đó, alo cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn. Xin chào, tạm biệt.